Nhiều người cứ lầm tưởng chỉ có nhà có sân thượng thì mới làm được giếng trời. Tuy nhiên thực chất, nếu bạn muốn lấy sáng và tạo một không gian thoáng đãng cho ngôi nhà của mình, thì dù là mái tôn vẫn có thể làm được giếng trời các bạn nhé. Và trong video này, thì blog nội thất đẹp sẽ chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm thiết kế giếng trời cho nhà mái tôn để các bạn cùng tham khảo các bạn nhé. Nguyên tắc làm giếng trời cho nhà mái tôn. Trước khi thiết kế giếng trời thì trước tiên bạn cần tính toán kỹ lưỡng và trả lời được hai câu hỏi sau. Thứ nhất, mục đích lắp đặt giếng trời của gia đình là gì? Thứ hai, kích thước và vị trí của giếng trời cho nhà mái tôn là bao nhiêu? Vì tùy theo từng mục đích cũng như vị trí của giếng trời mà bạn có thể lựa chọn cách thiết kế và kích thước phù hợp. Kích thước của giếng trời trên mái tôn. Cũng giống như những loại mái khác thì giếng trời mái tôn có kích thước trung bình dao động từ 4m cho đến 6m và tùy theo diện tích mặt bằng xây dựng, kiến trúc cụ thể của công trình thì sẽ tính toán được kích thước giếng trời sao cho hợp lý. Tuy nhiên, giếng trời trên mái tôn vẫn phải đảm bảo dựa trên nguyên tắc như sau. Thứ nhất, diện tích của giếng trời thì nhỏ hơn 5% diện tích của mặt sàn nếu như nhà có nhiều cửa sổ. Thứ hai, diện tích giếng trời sẽ lớn hơn 15% diện tích của mặt sàn nếu như nhà có ít cửa sổ. Các loại giếng trời phổ biến cho nhà mái tôn. Thật ra thì có nhiều loại giếng trời cho nhà mái tôn, tuy nhiên phổ biến nhất thì có hai loại như sau, đó là mái che cố định và mái che di động. Trong đó thì mái che cố định có độ bền cao và ngăn mưa nắng tốt, chi phí thi công lại thấp, tuy nhiên nó có nhược điểm là không lấy được gió. Còn mái che di động thì có chi phí cao hơn, việc đóng mở tự động rất là thuận tiện. Tuy nhiên, mái che di động sẽ rất nhanh hỏng nếu như sử dụng loại chất lượng kém. Lựa chọn vị trí làm giếng trời của nhà mái tôn. Có thể lựa chọn nhiều vị trí thi công giếng trời cho nhà mái tôn, phổ biến nhất là ở đỉnh của mái tôn và chính giữa của ngôi nhà. Giếng trời cho mái tôn được lắp đặt trực tiếp ở chính giữa thì có tác dụng thông gió rất là tốt. Và bên cạnh đó, có trên 60% diện tích trong nhà sẽ nhận được ánh sáng tự nhiên. Mặc dù vậy, gia chủ cũng nên cân nhắc tới vấn đề như sau. Thứ nhất là mái tôn rất dễ bị lật, vỡ hoặc là chảy xước. Thứ hai, yêu cầu xử lý chống rột và chống thấm cao. Bên cạnh đó thì nhiều gia đình cũng lựa chọn bố trí giếng trời ở sau nhà gắn liền với khu vực phòng bếp và phòng ăn. Vị trí này sẽ giúp khắc phục được những điểm lật hoặc là vỡ mái. Ngoài ra, bạn có thể chọn vị trí làm giếng trời ở khu vực nhà vệ sinh hay là ở trong phòng ngủ để giúp không gian trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, bạn nên lắp thêm rèm cửa để điều tiết ánh sáng. Các bước lắp đặt giếng trời ở trên mái tôn. Thi công lắp đặt giếng trời trên mái tôn thì tương đối đơn giản. Tuy nhiên, để có một giếng trời hiệu quả sử dụng lâu dài và độ bền cao lại phụ thuộc rất lớn vào quá trình thi công. Và thi công giếng trời cho nhà mái tôn cần đảm bảo đáp ứng được đầy đủ các điều kiện kỹ thuật như sau. Dưới đây là 5 bước thi công giếng trời ở trên nhà mái tôn cho bạn tham khảo các bạn nhé. Bước 1. Chuẩn bị lắp đặt. Trước khi thi công lắp đặt giếng trời cho nhà mái tôn, bạn cần chuẩn bị. Xác định vị trí làm giếng trời ở trên nhà mái tôn. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ như là tấm lợp kính cường lực hoặc là nhựa trong, khung sắt và thiết bị máy móc khác. Bước 2. Thi công giếng trời mái tôn. Bạn có thể thuê hoặc là tự thi công giếng trời. Danh sách các công việc bao gồm như sau. Lên bản vẽ thiết kế giếng trời cho nhà mái tôn. Xây dựng hệ thống thoát nước. Tiến hành tháo dỡ một phần mái tôn với công trình đã hoàn thiện. Lắp đặt khung của giếng trời. Và nên chú ý rằng khung của giếng trời thì cao hơn mái tôn nhằm ngăn nước mưa chảy ngược vào trong nhà. Lắp mái che cho giếng trời. Mái che cố định hoặc là mái che di động tùy thuộc vào điều kiện tài chính. Tốt nhất nên lựa chọn vật liệu trong lấy sáng tốt. Bước 3. Kiểm tra và nghiệm thu. Sau khi đã lắp đặt giếng trời cho nhà mái tôn hoàn thiện thì bạn cần kiểm tra lại tổng quan và nghiệm thu. Bước 4. Làm tiểu cảnh giếng trời. Ở khu vực dưới chân của giếng trời, gia chủ có thể tận dụng thiết kế tiểu cảnh. Thác nước, khu vườn nhỏ có cây xanh hoặc là bố trí làm nơi đọc sách, thư giãn của cả nhà. Trên đây là một số kinh nghiệm làm giếng trời cho nhà mái tôn. Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn trong việc cải tạo, thiết kế không gian ngôi nhà của mình. Chúc các bạn thành công nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé! Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan
chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.